Tàn Cà Vôi mến chào các bạn. Tây Ninh ngày 15 tháng 1 năm 2024, trời xe lạnh. Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Quệ lấy chồng. Tác giả Nguyễn Ngọc Tư. Vẫn còn tiếng lực cực rộn ràng của mấy cây dao chặt vào mặt thớt mù u. Dẫn tiếng nói cười sao động từng chòm nhóm của các chị, các dì trong nhà bếp. Tiếng mái đèn chạy tạch tè, Thằng trước gạp, nhâm ca cải lương dạo đờn lững ta lững tửng, rồi ai đó vô câu giọng cổ ngọt xớt. Không biết vô tình hay cố ý, anh chàng nọ kê micro gần miệng mà uống rượu. Nghe đánh cái chốc, giòn thiệt giòn, rồi khà ra tuồn như cay đắng lắm, chùa xót lắm, bắt thèm. Quệ với Điềm ngồi xếp quần áo trong buồn, Điềm bò lại cửa sổ mở chốt, đẩy hai cánh cửa lá sách sơn xanh ra. Trời khuya sâu hung hút, nó la lên. Trời, gió mát ghê hèn. Huệ gật đầu. Ừ, mát. Gió chạy nghe thông thống trong lòng, nghe rõ ràng mùi sòi cát trái mùa chính son ngoài cửa sổ. Tự dưng Quệ thấy nhớ nhà ghê lắm. Ngồi ngay ở nhà mà cũng nhớ, thiếu điệu rớt nước mắt cái đợp xuống mặt chiếu bông. Lúc nãy ăn cháo khuya xong, Ba Huệ biểu cả nhà ra đằng trước. Ông đốt nhang khấn trước bàn thờ, làm lễ xuất giá cho con gái út. Chưa đủ lễ mà má Huệ đã khóc hòa. À. Mấy chê mấy gì ở nhà dưới chạy lên, bắt khóc theo, nước mắt nước mũi lòng thòng. Thành ra ai cũng xúm lại khóc, nên không có màn dặn dò như những lễ xuất giá khác. Huệ nghĩ vậy mà tốt, nó đỡ buồn tuổi, điềm dặn. Bây giờ mày khóc cho đã đi, để mai lúc rước dầu thì ráng nhịn cô dâu mà khóc son phấn trôi tèm lem thấy rầu dữ lắm trời đất buồn thương ở trong lòng lúc nào tràn đầy thì phải khóc cho vơi chứ có phải rót nước ra từ cái ấm lúc nào muốn rót thì rót lúc nào không muốn thì thôi con gái lấy chồng hỏi ai không tuổi hồi sáng này lúc đi chợ mua đồ về tao thấy ông thị đi ngang nhà mình điềm rủ cái áo bà ba hường làm cái đèn trao ngọn nó lên tiếng quệ ra bộ dẫn dưng ừ thấy cái mặt ổng buồn đứt ruột lắm ừ điềm trở giọng quạo quọ ừ ừ hoài phải chuyện mày với ổng mà thành đám này vui biết bao nhiêu không quệ cười biểu điềm nói nho nhỏ thôi rồi cái giọng lại nửa dấn dưng nửa phân trần thành gì mà thành. Người ta đã nói là không có tiền sắm trầu cao. Xạo, trầu cao rẻ rề, mà sao lại có tiền đi cưới người khác? Huệ cười, người ta vậy, mày còn nhắc làm gì? Mà sau bữa nay gió lạnh quá chừng, gió te tái đưa tới một tiếng gà đan gái, nghe từng giọt, từng tiếng buồn thiêu. Cái và ly da mới màu dôi đã đầy quần áo. Đồ của Huệ không có bao nhiêu, cũ hết rồi. Đồ bên chồng cho mới nhiều, tới 12 bộ, điềm nhắc. Còn tập chép bài ca mày đem theo không? Ừ, đem theo, chút nữa tao quên. Mà đem theo chắc cũng không làm gì hết. Về bên nhà chồng không biết có rảnh rỗi vừa đưa giọng, vừa nghiêu ngao hát. Nhà thuấn giường rộng, ruộng cũng nhiều, công chuyện chắc vô số. Thuấn kể, chỉ tính bẹ vừa khô rụng xuống, má Thuấn đã đi chặt mãn một năm còn chưa giáp giường. Nhưng em đừng sợ, về bến ba má anh với anh không cho em làm gì nặng nề đâu. Thuấn nói thêm, quệ cười, cực khổ nó không sợ, chỉ sợ không được vui. Nghĩ lại có chồng vừa hiền vừa giỏi như Thuấn, lại thương mình như vậy, làm gì mà không vui. Quệ lại chỗ đầu nằm, dở gói lên, nâng niu ấp trong tay tập chép bài ca đã cũ. Nhắm mắt nó dẫn lật ngay cái trang có nét chữ nắng nót của thi dưới bài hát nhẫn cỏ. thì ghi thêm hai câu thơ. Trầm nằm ai chớ bỏ ai, chỉ thiêu nên gấm sắc mài nên kim. Còn điềm thường bảo, người ta lấy thơ để thay lời thề hẹn đó. Tao tội nghiệp ông thi quá, mà tao cũng tội nghiệp mày nữa. Điềm vừa nằm xuống vừa thở dài cái thược. Huệ kêu Điềm ngủ đi, rồi lụi hụi xuống giường. Nó nói nó còn quên sợ dây nịch. Điềm xì một cái. Mày có tật tiếc đồ cũ. Quệ gắt. Kệ tao, ngủ đi. Quệ bò lại chỗ cửa sổ và ngồi đó, đưa mắt nhìn xa thẳm màu đêm. Huệ ngồi đó thật lâu, đến má ghé vô buồn biểu Huệ nhắm mắt một chút đi. Ngày mai rước dâu mệt lắm quệ dạ thổi phù cho tắt đèn con điềm vốn ngủ mê đặt lưng xuống chưa bao lâu đã thở sâu quệ lại thắp đèn coi bây giờ là mấy giờ rồi dở vali ra nói thầm trong bụng không biết mình có quên gì không ta nó làm như lỡ quên món gì sau này không có dịp về lấy nữa mà từ đất trái qua nhà thuấn có bao xa chạy xuồng băng tắt qua đầm rẽ theo kinh thợ rèn chừng 15 phút là tới nhưng với đứa con gái theo chồng, quán đường đó cũng chở thương chở nhớ. Chế lề, chế thứ ba của Huệ lấy chồng sát bên nhà, chỉ cách một hào ranh mà còn khóc lu bù. Hồi đó Huệ cười, chế cú Huệ cái cốc lên đầu nói, sau này có chồng rồi biết nha cưng. Huệ không tin, nó biết mình rắn rỏi lắm, sức mấy mà khóc. Té ra không phải vậy, nó cũng là một đứa lạc lòng. Sạn mài thôi, nó sẽ xuống giỏ rồi về miết nhà người ta. Nhớ cây cối xài bột giữa hàng kệ tiêu tỏi, dầu ăn nước mắm. Còn mèo ngủ thiêu thiêu trên cái bộ ngựa. Mấy cây giọng văng quanh quần bên bộ lứa. Lội dù nhà trải đất đỏ, người đi ra đi vô đã mòn mấy hòn tròn, tròn tròn trọc lóc. Lội này đổ ra con đường sớm sáng múc, hôn hang chạy dài tới dịnh dừa. Đi chút nữa là tới đám trăm bầu chỗ con đập vào xóm kinh cục. Bè vừa kéo xuống nằm vảnh cổ, có bè đã khô quắc, có bè còn tươi thơm. Xóm kinh ăn sâu vô đồng, từ giường nhà quệ dòm xéo về phía tây, bỏ cánh đồng lúa lơ thơ gốc rạ là một vợ xanh rờn của dừa, của chuối. Về nhà thi ở đó, quệ với thi quen nhau hồi nhỏ. Thì có cái tật khoái đi tắt đường đồng, đâm thẳng vô giường nhà Huệ để đến trường, tàn học về, nó có thể nhẫn nha lang thang đồng khơi thả diều cho tới chạng dạng. Có bữa tàn trường, thi về cùng quệ, thì hỏi. Tao thấy con gà mái nhà mày để bậy đống rơm sau hè, sao mày không làm ổ? Quệ sụ mặt xuống, môi trề ra. Cả nhà tao kệ tao. Thì mất hứng cào nhau. Con gái gì mà vô duyên. là chuyện hồi nhỏ, trước khi hai đứa lớn lên thì nhận ra Huệ có duyên, đã có duyên mà lại còn đẹp nữa. Thì học lớp trung cấp sư phạm xong, về dạy trường cấp 2 ấp 9, thì dạy lớp 6. Ngay lớp con bé mén con của anh hai mận học, Huệ đi học phụ huynh hoài. Dù đó không phát biểu gì, thẹn thò ngồi cuối giải bàn, cũng không để ý coi thì nói gì, chỉ nhìn thi cười. Trời đất quỷ thần ơi, người gì cười hiền thấy thương quá. Hồi xưa lúc còn con nít, đứa nào cũng hồi nắng, cũng lùi bùng xình. Đâu phải như bây giờ, ở chợ hay ở quê gì, rồi người ta cũng lớn lên. Ở sớm này, người biết tuổi nó thương nhau đầu tiên là con Điềm, nhỏ bạn thân nhất của Huệ. Người thứ nhì thứ ba biết là chú Thiếp 13. Chú 13 bán quán cà phê cặp bờ kinh sáng. Quán chú buổi sáng toàn đàn ông, buổi trưa của mấy thím đàn bà ôm đứa con nẹo một bên vú nói chuyện làng chuyện sớm buổi chiều tụi con nít tụ lại quán chạy lòng vòng sân chơi riêng buổi tối quán chạy mái đèn chiếu phim bộ hồng kông phục vụ cho đám thanh niên có lần coi bộ phim kiếm hiệp thiên long bát bộ tới đoạn a châu chết con huệ nước mắt rịn rịnh chắc lưỡi như nói với con điềm Ước gì trên đời này có ai thương tao như ông Kiều Phong thương A Châu, chắc tao sướng tới chết luôn quá. Còn điềm cười ngó ra sau lưng, nói xa xôi. Có chớ sao mà không? Thì ở đằng sau, kế giải ghế quệ ngồi, hít đầm địa hương tóc thơm của cô bạn gái mỉm cười. Ra về thì thả chậm chậm theo tới chỗ quẹo vô nhà quệ, thì mới níu tài quệ lại thì nói rằng ông Triệu Phong đó mà nhầm gì, có người còn thương Huệ hơn. Tài Huệ áp vào giữa hai tay thi liếu riếu. Sáng ra bà hai má Huệ nói với thiếp 13. Làm gì hồi đầu hôm nay, mấy con chó nhà tôi sủa ông ống hoài vậy không biết. Thiếm cười, chó sủa chuyện vui. Rồi con điềm làm nhân chứng cho mối tình của Huệ. Gặp Thi ở đâu, Thi nói cái gì, Huệ đều kể cho Điềm nghe. Nhiều lúc Điềm phải nạt, Trời ơi, mày kể cho tao nghe hoài, tao phát ghen luôn đây nè. Mai mốt đây hai đứa phải lấy chồng, con gái ở quê nuôi lớn không để lấy chồng thì để làm gì? Điểm ước gì mình gặp được một người tử tế hiền hậu có học thức như thi, lấy được người chồng mà tự mình tìm hiểu yêu thương như Huệ. Huệ cười, chửi gì hết mà chồng chồng vợ vợ, ngán kỳ. Nói vậy nhưng lòng Huệ nghe ấm rang, nó mơ tới một mái nhà sớm chiều khói tỏ buổi sáng nó rang cơm cho thi lót lòng đi dạy trưa đón thi về chăm chút nồi canh chua bông súng ăn với cá sặc kho khô thường thì thường vậy nhưng nhắc chuyện cưới thấy không gấp gáp được nhà thi đã nghèo mà anh em lại đông mà thì giàu đứa nào nấy làm để lấy vợ riêng lượng thi thì ít lắm dư giả bao nhiêu vì vậy mà thi xin đổi ra rạch ráng dạy trường huyện thì tính ra ngoài đó thì dạy thêm giờ, chắc lương lên được hai trăm mấy. Để dành không bao lâu nữa đủ tiền để cưới Huệ rồi. Huệ cười, cưới vợ chứ đâu phải mua vợ đâu mà phải tốn nhiều tiền. Thì bảo, không cần rình rang nhưng cũng phải có năm sáu bộ đồ, đôi bông, sợ dây chuyện cho Huệ không phải tuổi chứ. Những lúc nhớ thì, Huệ ngồi mơ về đám cưới bữa đó, chắc là vui lắm hết học kỳ đầu. Tự nhiên bạc cả tháng thì không về. Có về cũng chui nhủi trong nhà, ốm như ma đói. Quệ hỏi hoài, nhưng thi cúi đầu. Tìm được ánh mắt thi đã khó, mong gì thi nói ra. Chuyện thi thế là thôi rồi. Mấy thím buổi trưa ngồi quán chú 13 công miệng nói với nhau. Nghe phòng khoanh thi đi lại với con gái trưởng phòng giáo dục quyện. Cô nọ mang thai chuẩn bị cưới. Đầu nè, thầy thi đâu có tệ như vậy. Ừ, nhưng nghe nói thầy thi bị gài như trong lan và điệp. Tội nghiệp. Tội nghiệp ai? Thì thi chứ ai? Ở đời ngược ngạo vậy đó. Thì cưới vợ xong rồi, nhưng vẫn thường tha thiểu về ở lì trong này. Quệ gặp thi giữa đường muốn cười, nhưng thi làm lũi cuối mặt. Quệ lấy chồng, mười 13 chép miệng, chồng không biết khen hay chê. Còn Huệ nó dứt tình lẻ quá ha, dứt cái rụp huệ cười thấy đâu có chê thuấn được cái gì thuấn biết huệ từng thương thi mà anh vẫn bước tới huệ bây giờ còn chờ ai nữa Huệ chuẩn bị cho đám gã mình từ mấy tháng trước. Suốt ngày nó cầm cụi ngoài giường, lá dừa khô bó láng giò, tề đầu tề đích chất đầy dàn biếp, dựng qua tới bồ lúa. Củi phơi tới lúc chớm hết mưa, lốm nhỏ ngoài sân. Mới cộng dừa đã róc lá dựng ngoài vàng, chưa khô hẳn thì đám bìm bịp đã leo xanh rờn, nó cũng dở xuống chặt phơi. Chuyện gì nó cũng dành làm một mình, từ sáng sớm cho tới, tới chạng dạng không đi coi phim nữa mà tối tối nằm nghe cải lương hoặc đưa giọng cột kẹt hát. Thường nhớ nhớ mãi không thôi, chàng mới ra về, em tôi thương nhớ. điềm tới chơi thường như giữ quệ, sợ quệ gì thi mà làm chuyện dạy. Sợ vậy thôi, chứ quệ vẫn rối rối. Người ta thấy nó không thèm rớt một giọt nước mắt nào, như nói với thi chưa từng có duyên vẻ gì nhau. Điềm hỏi, Sao tao không thấy mày buồn gì hết? Huệ cười. Tao quên ông Thi mất tiêu rồi, tệ quá, nhớ làm chi? Hồi đám cưới Thi, Huệ chép miệng tiếc. Phải chi Thi mời, không được mời nên mới nằm nhà, do đưa tiếng hát ngang qua đồng lúc gần, lúc xa thăm thẳm. hôm gần đám Thuấn chạy xuồng qua chợ huệ đi chợ hai đứa mua nhiều thứ cuối cùng dắt nhau tới tiệm tạp quá, lừa bốn trái tim bằng giấy đỏ lớn bằng cái thúng để huệ dán bên nhà hai trái buồn cưới nhà thuấn hai trái lúc huệ dở mấy trái tim coi kỹ coi có thủng lỗ không thì thấy thi đằng cuối chợ đứng nhìn huệ cười ráo quảnh tưởng huệ không thấy thuấn quay qua nhắc nhỏ thi kìa em huệ cười ừ thi đó thi chứ ai rồi biểu người bán hàng lựa thêm cho hai chữ song hỷ mới lại gần chào quệ biểu thì đừng có nhìn tôi trân trối như vậy tôi cũng phải đi lấy chồng chớ phải hôn mà anh nhớ đối xử với người ta tốt như đối xử với tôi à nghe thi gượng gạo cười rồi cắn môi quay đi thuấn nhìn theo nắm tay quệ nắm rất chặt nửa như để an ủi nửa lại giống như rịch lấy như sợ quệ bỏ chạy đi mất quệ mắt cười. Đó là lần đầu tiên từ lúc xuống mối, tới ăn trầu uống rượu, rồi chuẩn bị cưới, Thuấn mới nắm tay cô. Thì phải vậy thôi, mai mốt là vợ chồng rồi. ngồi chỗ cửa sổ cho tới lúc gà gái rộ và hai lũi thổi đốt cây đèn cốc ngồi lột gió tỏi. Không biết có phải tỏi nồng hay không mà mũi bà sụp xịt, nước mắt tèm nhèm. Bà con cô bác cũng trở dậy râm rang. Thức ăn đãi buổi mai đã sẵn sàng từ hôm qua một mớ, nhưng thịt kho tàu vẫn chưa thấm lắm, lớp mỡ chưa trong. Thàng bắt lửa trái lép phép, quệ kêu điềm dậy, sửa soạn ra chợ, đánh tóc làm mặt. Điềm ngồi dậy, tay lò mò kiếm cái kẹp tóc, giọng tỉnh queo nhưng hơi bàn hoàng. Trời, sáng rồi sao, mau dậy. Cảm thanh niên đằng trước quét qua nền rạp, xếp bàn ghế ra, nhóm cả cải lương đã mỏi mòn, quẹo vào nhau ngủ mê mệt. Thay dù đó là ban nhạc đám cưới sập sình, ô vui quá xá là vui. Xuống xuồng, quế danh lái, điềm ngồi co ro đằng trước mũi, thang lạnh quá chừng gió này mà không lạnh sao được. Một tháng 13 ngày nữa là Tết rồi còn gì. Và sau Tết này, mấy thím ngồi quán trưa bảo nhau, vợ chồng con quệ có về. Trong tiếng máy của Lê Bốn nổ lùng bùng, tự dưng Huệ bảo, Ừ, lạnh quá điềm ha. Chuộng từ từ chạy tới đập nhỏ đầu sớm kinh cục, đám trăm bầu đứng im lặng sơ rơ, quế bất ngờ xuống mái chạy chậm, chiếc xuồng khật khừng nó ngẩn ngơ ngó lên bờ trong lòng chao chát một nỗi thèm muốn nó muốn chạy vô sớm tới nhà thi gặp anh và nói cho anh hay rằng nó hết thương thi rồi nó quên anh quên thiệt nhưng nói để làm gì ta mỗi ngày một câu chuyện